Dạ. Anh lau quán sạch sẽ, rửa tô, rửa chén hết luôn rồi, tính tiền hàng cho khách hết luôn rồi đó. Hôm nay không còn gì để cho vợ làm nữa đâu. Mà không, nắng hả, để anh che cho. Không, em đang thắc mắc một điều. Tự nhiên anh tốt đột xuất với em mà trời không có một giọt mưa nào hết. Vợ này cứ nghĩ xấu cho anh không à. Thì anh thấy bình thường vợ làm cực khổ thì hôm nay anh rảnh tay, anh phụ cho vợ. Chứ có gì đâu. Đúng nè không? Khoan, em đang nghĩ là có phải chăng là anh đang tính lấy tiền để mà anh đầu tư một cái gì đó. Em hết tiền rồi đó. Không có, anh đâu có xin tiền làm gì đâu. Cứ nghĩ xấu cho anh hoài à. Vậy ăn trái cây đi, nhưng mà ăn xoài nhiều nhiều á, đừng ăn ổi, không có tốt cho thai nhi. Ăn ổi không có gì vậy? Thai nhi gì? À, thì không có, ý anh, tại vì dạo này gần đây anh thấy con bé Na, con mình nó cũng lớn rồi mà nó không có bạn bè chơi chung, hàng xóm thì cũng không có ai, rồi nữa nó lớn lên nó không có anh em gì á, tội nghiệp, nó tủi thân lắm. Rồi cho sao? Nên á, vợ đẻ cho anh đứa con, tiện cho bé Na nó có anh chị em luôn. Nhưng mà vợ nhớ là đẻ con trai nha. Sao anh cứ nói đi nói lại vậy, chuyện này hoài vậy? Anh không thể nào nói một cái đề tài nào khác nó lạ hơn, nó hấp dẫn hơn. Suốt ngày cứ bắt đẻ hoài vậy. Đẻ con là một điều tốt mà. Thôi mệt quá đi, đi vô dọn dẹp đi kìa. Đẻ con là một điều tốt mà. Dẹp. Bực bội. Chưa có một cái gì bỏ trong bụng. Tội mà chết. Trời ơi, cái gì vậy? Không lẽ vợ mình có vàng ở giếm mình ta? Cái gì đấy? Trời ơi, hôm nay mày đặt mê tín bùa ngải gì ở đây nữa, làm tướng vàng mừng hụt dùng ở đây là số tử vi chọn đời. Hôm nay mày đặt dính mấy cái này nữa. Ê, cái này hay nè, sao mình không nghĩ ra ta? Alo Bình hả? Mày giúp tao cái này được không? Cái này dễ lắm, đối với mày như là chở bằng tay vậy đó. Mày giúp tao đi. Tao hứa với mày là tao không có mượn tiền của mày nữa đâu. Thiệt, mày làm chỉ trong vòng 3 nốt nhạc là xong à. Vậy nhé. Làm gì vậy? Anh đâu có làm gì đâu. Anh không có giấu giếm gì hết trơn á. Nè, em chưa có hỏi là anh giấu cái gì vậy mà anh lại đi trả lời là anh không có giấu cái gì hết là sao? Chứng tỏ là anh đang giấu cái gì đúng không? Không, anh không có giấu gì hết, anh chỉ... Cái này có tật, giật mình nè. Cái gì? Đưa đây em coi. Anh... Nhanh lên. Cái này nó bình thường, nó không có gì mà nguy hại hết. Anh giấu tiền của em phải không? Không phải tiền. Giấu tiền bán dưới quán đúng không? Không phải. Không phải giấy nợ luôn, cũng không phải... Em chưa hỏi tới giấy nợ mà sao anh biết được anh trả lời giấy nợ hay vậy? Thì nói chuyện với vợ riết á, vợ muốn hỏi câu gì anh biết hết trơn à. Vậy tóm lại là anh giấu cái gì? Không phải lắm. Là cái gì? Anh giấu thư tình hả? Không phải là thư tình, cái này em coi em mới biết chứ, nói em không có hiểu đâu. Thiệt, em phải coi đi. Anh mà giấu thư tình của ai á là anh chết với em á. Làm gì có, anh thương em không hết luôn mà. Cái gì vậy? Bùa. Bùa hả? Cái lá bùa này á là anh vất vả lắm mới xin được của một người thầy ở nước ngoài đó. Anh đi nước ngoài hồi nào? Không, tức là anh nhờ người bạn hay đi nước ngoài xin về, rồi anh về đó anh cầm cái lá bùa này gặp một người thầy khác giải ra cái tử vi, cái lá số của lá bùa này cho em nữa đó. Bùa này là anh xin cho em á hả? Bùa gì vậy? Tại vì anh thấy anh có lỗi với em lắm. Thời gian gần đây anh suy nghĩ nhiều lắm kìa. Từ lúc mà em lấy anh tới bây giờ chưa bao giờ em vui được ngày nào. Buồn ơi là buồn. Thậm chí
em mệt mỏi nhiều thứ lắm. Anh cảm thấy anh ân hận, cho nên anh xin cái lá bùa này để cầu bình an cho em. Thì thôi anh biết lỗi, anh sửa sai là được rồi. Em đâu có nói gì với anh đâu. Nhiều khi tại đôi lúc công việc bực bội của em hơi lớn tiếng thôi, chứ em có trách mắng gì anh đâu. Mà bùa này nói gì vậy? Anh biết anh chết liền á, tiếng nước gì lạ lắm. Mà có giải thì giải rồi, có giải trong đây nè. Anh giải trong đây rồi, thầy giải trong đây rồi. Muốn gì là đọc, nghe biết hết luôn. Đâu anh giải thích cho em nghe coi, cho em hiểu gì hết chứ. Mà đúng ra cái lá bùa này của người khác ngắn chút xíu vậy hả? Ờ đúng rồi, em đang tính hỏi sao dài thòn vậy. Tại vì cái tướng số của em á, nó gặp nhiều trắc trở quá, cho nên cái lá bùa em nó phải dài gấp đôi gấp ba của người khác nó mới hên được. Trời, em gặp nhiều trắc trở lắm ha anh. Ừ. Sao giờ trắc trở sao anh nói cho em nghe coi. Đây nè, anh đọc cho thầy giải từng khúc từng khúc. Nói chung là ghê lắm. Thầy nói này nha, em sanh vào ngày 7, vì sao tụ lại một hàng cũng là lúc mặt trăng sáng rực rỡ, nên mệnh em là khổ trước sướng sau, tiền giận càng cực thì trung giận càng giàu. Trời ơi, em đi coi bói thầy nào cũng nói em y chang như vậy luôn á. Hèn chi. Sao? Ờ mà thôi, không nói nữa đâu. Sao? Sao anh nói cho em nghe coi, thầy nói làm sao? Em thật sự muốn nghe không? Em muốn nghe mà. Vậy là em tin cái bùa này đúng không? Em tin đó. Nói tiếp. Thầy nói năm tới em sẽ gặp đại hạn. Mà hạn này hạn lớn lắm, thậm chí là có đổ máu. Đổ máu luôn hả? Ừ. Trời ơi, ghê lắm kìa. Ý mà anh ơi, nhiều khi em cắt chanh, em làm nước pha cho khách á, em cũng hay cắt trúng tay, em chảy máu hoài à. Đừng có nghĩ đơn giản như vậy, đã tin là phải tin thiệt. Đổ máu nhiều lắm, máu chảy lên láng, đỏ cả mặt sông. Đó, nếu mà đi bơi, đi tắm hồ gì là lên láng đỏ ghê lắm kìa. Thiệt vậy hả anh? Thiệt. Đó rồi bây giờ làm sao anh ơi? Thầy nói em đổ máu nhiều vậy, thầy có chỉ cho anh cái cách cầm máu không? Hả? Thầy là người ta chỉ đưa bùa cho mình rồi giúp mình giải hạn thôi, chứ thầy có phải bác sĩ đâu mà cầm máu giúp mình không có ra máu. Chứ đổ máu nhiều quá không cầm máu em chết làm sao? Thầy có cách giải hạn nè, yên tâm. Là giải hạn là không cho đổ máu luôn. Đúng, ngăn chặn từ đầu luôn. Thầy nói sao ngày trăm hoa đua nở, mai đào đầy sân. Nếu em sanh được một đứa con thì sẽ mang lại may mắn cho em, hóa rủi thành lành, biến máu thành ngọc. Tóm lại là như vậy đó, thầy nói vậy đó. Thầy nói là biến máu thành ngọc. Ừ. Thôi em nghĩ vậy nè, trong cơ thể của em là có 4 lít máu. Thôi bây giờ cho chảy ra 3 lít đi, em giữ 1 lít lại em sống thôi được rồi. 3 lít máu đó nó biến thành ngọc là nhà mình đầy ngọc luôn, mình giàu luôn đó anh. Em hy sinh luôn. Thôi không được đâu, như vậy là không có tốt. Mất máu nhiều là không có còn sống được. Còn lít máu không sống được hả? Không được đâu. Nói tóm lại là như vậy đó. Thầy nói sao anh nói lại như vậy, mình đừng có ham mấy cái kia mà mình làm nguy hại đến cơ thể mình. Mình làm theo những gì thầy dặn đi, tức là mình phải có con. Có con nó mới giải hạn được. Chỉ còn có con thôi hả? Ừ. Trời, về mà em tưởng đâu phải cúng kiến xa xôi gì lắm. Ai ngờ đâu chỉ còn có con thôi hả? Ừ. Trời, cái đó đơn giản. Làm được đúng không? Làm được. Quan trọng là anh phải tẩm bổ để chúng mình sẽ có con. Cái gì? Mày có chắc là như vậy không? Cái gì vậy?
từ giờ làm gì mà năng động, làm gì mà mạnh bạo ấy, anh chuẩn bị tinh thần không kịp. Chuẩn bị hả? Cái gì vậy? Hôm nay mày đặt đổi gu bạo lực luôn hả? Anh muốn chết phải không? Hả? Muốn có con. Muốn có con. Cái gì vậy? Anh nghĩ là sao mà anh dám hợp tác với ông Bình rồi ông nghĩ ra cái trò bùa nhãi để lừa em hả? Bữa nay mày đang lừa em mấy cái vụ đó nữa hả? Trời ơi, tức chết được á. Anh giỡn mặt với em á hả? Anh muốn cái gì? Anh muốn có con. Chỉ vì cái giấc mơ tào lao của anh rồi anh muốn có con, anh hợp tác với ông Bình vẽ ra cái trò bùa nhãi đó để anh gạt em hả? Không muốn con, đi ngủ thôi.